vậy. Khi Đức Chúa Giêsu giao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Capernaum. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài tới gần nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi, thì nó đi. Biểu tên khác rằng hãy đến, thì nó đến. Và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ hóa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà hóa ấy. Chúa thấy động lòng thương xót mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần giờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của răng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho răng sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã giao giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của răng sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc răng rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong rốt lại các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp têm, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp têm, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Và Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, khóc, xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài,
và sức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà giờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-mông, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 đơ-ni-ê, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Si-mông thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-mông rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an.